Dạ vâng, Trâm Anh chào mừng quý khán thính giả của đài SGN đến với chương trình hội thoại học vấn của con em chúng ta, và có sự góp mặt của thầy hiệu trưởng Hoàng Vĩ đến từ trường Van Houston Academy. Xin chào thầy. Chào chị Trâm Anh và kính chào quý khán giả của đài SGN ạ. Tôi là thầy Hoàng Vĩ, là thầy hiệu trưởng của trường Van Houston Academy. Trường của chúng tôi tọa lạc tại góc Bele và Eldridge tại số 13618 Bele Boulevard. Thì ngày hôm nay tôi rất là vinh dự được có mặt buổi hội thoại ngày hôm nay với chị Trâm Anh. Dạ vâng, thì những cái chương trình khác thì chúng ta có nhắc tới chương trình hè, Private School, và hôm nay thì thầy có thể chia sẻ hơn. Ví dụ như là thầy mở cái trường hè thì từ lớp 1 tới lớp 12, và cái ngưỡng cửa mà quan trọng nhất, cái mốc mà quan trọng nhất đó là từ lớp 9 lên tới lớp 12. Đúng rồi. Thì hôm nay thầy có thể chia sẻ sâu sắc rõ ràng hơn một chút về cái mốc mà quan trọng nhất từ lớp 9 lên lớp 12 không ạ? Tôi muốn chia sẻ với quý phụ huynh thì đại học đó, khi mà coi điểm transcript đó, GPA chỉ tính từ lớp 9 trở lên thôi, chứ còn ở dưới này không có tính. Cho nên tôi nói với phụ huynh là học ở trên lớp 9 tới lớp 12, cái điểm cực kỳ quan trọng, phải make sure điểm mình rất là cao và xếp hạng so với các bạn trong trường phải cao, thì khi mà mình nộp đơn đại học rất là dễ và xin học bổng cũng rất là dễ. Một điểm mà tôi cũng hay chia sẻ đó là cái điểm thi SAT phải cực kỳ tốt, thì khi đó rất là dễ, nó mở ra nhiều cái cánh cửa để các em học sinh tự tin nộp đơn đại học cũng như là xin học bổng, mà nếu như các em thi điểm thấp thì các em sẽ rụt lại mà các em không dám nộp đơn. Thì tôi cũng chia sẻ là mùa hè là cái thời điểm mà tôi nghĩ là lý tưởng nhất để các học sinh lớp high school để đi học luyện thi SAT. Bởi vì mùa hè các em không có vướng bận gì bài vở trên trường. Ở trong năm thì các em có những cái lý do là con phải học bài, phải làm homework nhiều quá, cho nên là không có tập trung vào được cái luyện thi SAT. Mà tôi cũng nhấn mạnh rất là nhiều về cái tầm quan trọng SAT rồi. Thì mùa hè là cái thời điểm mà học sinh nó có quá nhiều thời gian rảnh rỗi đi, thì mình có thể tập trung mình ôn luyện cho SAT mà thành quả nó sẽ rất là tốt. Thì ở trường Van Houston Academy chúng tôi thì mỗi mùa hè đều mở ra những lớp luyện SAT trong vòng 5 tuần thôi. Các em chỉ cần bỏ ra 5 tuần mà các em có thể đạt được những cái điểm mà mình muốn, mà xin được nhiều học bổng mà quý phụ huynh không phải lo về vấn đề tài chính. Có một cái kỳ thi mà có nhiều phụ huynh cũng thắc mắc, cũng nghe nhiều mà không biết, đó là kỳ thi PSAT. PSAT là cái gì? Nó là một cái kỳ thi, nó gọi là pre-SAT đó. Là các em học sinh từ lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 đều phải thi vào tháng 10 mỗi năm. Cái này không dùng để nộp đơn đại học. Nhưng mà cái năm mà quan trọng nhất là năm lớp 11, học sinh từ lớp 10 là lớp 11. Cái đó dùng để xét cái gọi là cái học bổng, nó gọi là National Merit Scholarship. Nếu như mà em nào được vào cái danh sách bán kết đó, điểm cao đủ để vào danh sách bán kết, thì có 60 mấy trường đại học trong nước Mỹ guarantee 4 năm full ride scholarship, không phải trả một đồng nào hết. Tôi ví dụ trường Baylor là một trong những trường nổi tiếng đó. Trên website người ta nói rất là rõ, chỉ cần các em đạt được vào danh sách bán kết của cái National Merit Scholarship thì 4 năm đại học không phải lo gì về tiền học cũng như tiền ăn ở. Thì tôi nói với phụ huynh là mùa hè đó, mình con mình có rất là nhiều thời gian, tại sao mình không bỏ ra chỉ có 5-6 tuần để mình luyện thi mà mình có thể cover được giống như cả tương lai của các em mình. Thì trường chúng tôi nhiều phụ huynh hỏi là độ tuổi nào thì bắt đầu luyện thi thì tốt nhất, thì tôi nói SAT là một cái bài thi mà nó đánh giá khả năng học của các học sinh từ lớp 8 trở lên. Thì mình học càng sớm á, thì cái kiến thức mình nó đọng lại trong mình càng nhiều. Ấn Độ với Trung Quốc người ta cho con người ta học từ lớp 8 rồi. Năm ngoái chúng tôi có nhiều phụ huynh lớp 7 để cho con đi học. Và có một em lớp 7 mà trường hợp đặc biệt ở trường Van Houston Academy, chỉ mới lớp 7 thôi, thi đạt điểm 1.400, 1.480, là một cái điểm mà giống như là rất là cao so với những em lớp 11 luôn. Quý phụ huynh có thể lên trang Facebook của trường Van Houston Academy để thấy những cái đó. Có phụ huynh, cái điểm thì tôi không nói, nhưng mà có phụ huynh text cho tôi nói là thầy Văn con tôi tới, mới đầu ép nó tới, nhưng mà sau khi nó học mấy ngày rồi thì khi đó nó cảm thấy 3 tiếng mỗi ngày học với thầy nó qua quá nhanh đi, mà em rất là thích. Vì khi mà tôi dạy đó, luyện thi nhưng mà tôi không có dạy học thi tủ đâu, mà cái triết lý của tôi dạy các em bước ra khỏi lớp là phải hiểu bài và phải make sure là mình biết mình đang làm cái gì. Những cái kiến thức của SAT nó sẽ giúp cho những cái kiến thức trong năm học nữa. Có một phụ huynh em học lớp 11 luyện thi SAT với tôi năm ngoái đó, sau hè cha mẹ mới gửi text nói với thầy là ngày trước con tôi rất là ghét môn toán, sau khi học với thầy xong á, em nó hoàn toàn thay đổi, mà
muốn theo ngành engineer. Hồi xưa chưa bao giờ nghĩ dám theo những cái ngành nào về engineer hoặc là những ngành nào liên quan tới toán. Sau khi học với thầy có 5 tuần thôi thì cảm thấy là thích cái môn này và cảm thấy là mình đủ khả năng. Tôi nói với cha mẹ đó, nghe nhiều phụ huynh high school đó là dễ bị tự ti vì cảm thấy mình yếu một môn. Nhưng mà tôi nói không phải cái môn học, cũng không phải là vì em học sinh. Có một nghiên cứu người ta nói là không có học sinh học dở, nhưng mà chỉ có học sinh học chậm hoặc là học sinh học nhanh hơn thôi. Miễn là học sinh, thí dụ mình tiếp thu chậm hơn thì mình bỏ thời gian mình học thì sẽ nó đạt đến đích điểm giống như những em sinh khác. Thì khi mà vào trong lớp thì tôi make sure là mình dạy tới đâu học sinh nó phải gọi là master cái skill đó, và nó được quyền hỏi tất cả những câu hỏi. Và tôi tạo một cái không khí trong lớp là mình phải hiểu được tâm lý học sinh. Bước vào lớp mà buồn là tôi biết ngay lập tức, chứ không có phải là bước vào lớp mà lúc nào mình cũng mặt học sinh nó mặt nặng mặt nhẹ, mình hỏi là ồ bữa nay chia tay với bạn gái hay sao, hoặc là ở nhà cha mẹ có la gì hay không. Thì khi mà các em trút bỏ được những gánh nặng bên ngoài, bước vào lớp chỉ có tập trung vào bài giảng thì cái tính hiệu quả nó cao lắm. Ngoài ra thì trong cái lớp mà tôi luyện thuyết CT, mình còn chia sẻ những cái tip làm sao mà để các em học mà nhớ dai, chứ không phải là chỉ có học là bài này là phải giải như thế này. Những cái tip mà cái đầu não mình nó giống như là cái computer vậy đó. Nó có cái long term memory là cái trí nhớ lâu dài, và cái short term memory trí nhớ ngắn. Tôi chia sẻ các học sinh học làm sao mà để mà mình chuyển hết những cái kiến thức mình học qua cái long term memory, thì khi đó các em sẽ nhớ rất là lâu. Chính vì vậy mà các học sinh học xong đó, một năm sau quay lại các em vẫn nhớ rất là nhiều, mà chia sẻ với thầy những cái gì thầy dạy hết rồi. Mà nhiều em học sinh học xong mùa hè bước vào năm học đi thi đó, các em nói là những cái gì mà thấy trong bài thi á là thầy đã dạy hết rồi. Mà tôi không dạy tủ, mà tôi dạy những cái gọi là principle, những cái nguyên lý mà các em có thể dùng những cái này giải bất kỳ các bài nào mà các em gặp được. Về đọc, về viết đó, tôi dạy các em những cái kiến thức ngữ pháp mà nó ở trên trường người ta không dạy đâu. Thí dụ như là khi nào thì dùng dấu chấm phẩy, khi nào thì dùng dấu chấm, tại sao cái chỗ đó mình dùng hai dấu phẩy mà không có dùng một dấu phẩy thôi. Khi mà các em hiểu rõ những cái đó rồi, cái bài thi nó dễ lắm. Tôi nói là SAT là giống như một cái bài thi mà các em biết đề trước vậy đó. Người ta không có thay đổi. Miễn là các em nắm rõ hết những cái gì mà các em học trên trường, nắm rõ hết nguyên lý thì các em thi sẽ điểm rất là cao. Thì những năm vừa rồi cái thành quả của trường Venetian Academy là chúng tôi đào tạo các em ra mà các em thi, có nhiều em thi điểm gần như là tuyệt đối. Có nhiều em thì tăng từ 200 tới 300 điểm trong SAT, là một cái thành quả mà tôi rất là hài lòng. Cái mà tôi hài lòng nhất đó là không phải là điểm đâu. Cái tôi hài lòng nhất là đa số tất cả các em học sinh học xong, các em cảm thấy là mình phát triển rất là nhiều về vấn đề kiến thức, cũng giống như vấn đề về tư duy đó. Thì cái đó là mà các em rất là thích khi mà đến với trường Manhattan Academy. Thì mà quý phụ huynh nào mà có câu hỏi gì về cái chương trình học SAT, cũng như để ghi danh cho cái chương trình SAT đó, thì xin vui lòng gọi vào cho chúng tôi ở số 281-879-7963, 281-879-7963. Chương trình SAT hè đông rất là nhanh. Mỗi năm là chúng tôi sẽ đóng ghi danh nếu như mà lớp đã đầy rồi. Tôi muốn bảo đảm chất lượng cho chương trình. Thì với phụ huynh nên ghi danh càng sớm càng tốt. Dạ vâng, vừa rồi thì Trâm Anh có một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị với thầy hiệu trưởng. Vấn đề ở đây là thầy đã từng nhắc tới tư duy. Đối với Trâm Anh, vì Trâm Anh cũng là một bậc phụ huynh, chúng ta thường có những cái ước mơ, nhưng mà chúng ta lại quên đi những cái ước mơ của con em chúng ta. Chúng ta thường hay áp đặt con cái của chúng ta là phải học như thế này, phải học như thế kia, và có sự so sánh con của mình không bằng những đứa trẻ kia. Nhưng quý vị ơi, khi chúng ta ngồi chúng ta nghĩ như thế này, khi quý vị nhìn những đứa trẻ khác nó không được khỏe mạnh, không bình thường, thì con của chúng ta đó là những thiên tài rồi đó quý vị. Và bây giờ những cái mối lo lắng của chúng ta thì chúng ta có thể bỏ qua một bên, là bởi vì chúng ta đã có sự hiện diện của một ngôi trường Van Houston Academy với sự dưới sự hướng dẫn của thầy hiệu trưởng Hoàng Vĩ, tuy rất là trẻ nhưng mà phải nói là một người mà khiến cho Trâm Anh cảm thấy rất là khâm phục, bởi vì cái chữ đi đầu của thầy vẫn nhấn mạnh rằng là cái tư duy học vấn, bên cạnh đó là phải có cái suy nghĩ, cái lòng tự tin của một đứa trẻ. Cha mẹ thì thường thường chúng ta quên đi tạo cái niềm tự tin cho con cái của chúng ta, chúng ta quên mất cái vấn đề đó. Và bây giờ thì thầy hiệu trưởng sẽ song hành cùng chúng ta trong đời sống để giúp chúng ta tạo một cái niềm tin cho một đứa trẻ rằng nó có thể thực hiện được ước mơ của chính bản thân. Và Trâm Anh xin gửi lời chào thân ái đến quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Một lần nữa, nếu quý phụ huynh nào mà có bất kỳ câu hỏi gì về chương trình học hoặc là muốn ghi danh thì xin vui lòng gọi vào cho trường ở số 281-879-7963,
281-879-7963 hoặc là đến với trường chúng tôi tại góc Bele và Eldridge tại số 13618 Bele Boulevard. Sau đây thì tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến với quý khán giả của đài SGN và xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau của trường Van Houston Academy.